Mình đang xin chào cả nhà. Giờ hôm nay rảnh rỗi mình với bé mình đi Cần Thơ chơi. Giờ mà cả nhà cùng mình với bé đi Cần Thơ chơi nha. Mình đi giờ mấy giờ ra? 5 giờ sáng. 5 giờ sáng rồi, để mình đi cho mấy giờ để tới nha. Chắc chạy chậm chậm cuối hè chứ lấy mới tới. Để mình đi cái đường này là mình đi đường lên Vĩnh Hạ. Thank you.
đây mình hả? Đây hả? Vậy mình tải chứng hòa này rồi, mình chờ chứng hòa sao? Thank you.
về tiếp tục mình đi. Có hai cơm không mẹ? Hai trứng thúc. Thầy nói mẹ, mẹ vớt lên là tốt gì vậy? Trứng thúc. Này mở. Trứng thúc dữ vậy. Mình mới lên đây. Nhà ăn hủ tiếu mình nha. Dẫn nước trước đi, còn dẫn vô nồi nè.
Mà có nhà uống nước mình nha. Cái trời nắng này uống nước ngọt, ngon, mát. Cái nón nè chị Phương. Cái món này là nhiều lớp vải với. Nhiều lớp vải gấp lại với mẹ. Mốt phát cười quá. Thank you.
Con bị bức học. Con bị bức học. Em quên tự nhiên. Ủa đem cái nón bảo hiểm mình đem lên luôn hả mẹ? Mình đội lên luôn này. Cái phòng này là có 3 người ngủ. Đây là có cái cửa nè mẹ. Có nguyên cửa lớn luôn á, cửa bự luôn á. Nguyên cửa bự luôn á.